Bật lửa Zippo 28994 Antique Sở Tem. Bật lửa Zippo 28994 thuộc dòng bật lửa Zippo Ani, que mang hơi hướng cổ điển với chất liệu đồng thau nguyên khối, nền vỏ được mạ bằng đồng nhám tạo vẻ bụi bặm cho bật lửa. Đây là chiếc bật lửa giả cổ được người chơi săn lùng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Zippo đồng thau nguyên khối độc đáo. Kiểu vỏ được trang trí trên công nghệ sơn phủ mạ giả cổ, bám chặt vào vỏ kim loại, bền, độc đáo và rất dễ sử dụng. Bật lửa đồng giả cổ có nhiều ưu điểm hơn các dòng sản phẩm khác cùng loại về kiểu dáng mẫu mã đẹp mắt, thiết kế nam tính, mạnh mẽ, đặc biệt là độ bền bỉ, cho phép người chơi làm rơi mà không lo méo mó, bảo vệ an toàn tuyệt đối các bộ phận bên trong. Cốt đồng dày chắc chắn với kích thước phù hợp bỏ túi quần áo, mang theo sử dụng hàng ngày, trọng lượng 57g, vừa vặn tay cầm, thoải mái châm lửa bằng một tay. Các cạnh được mài sáng ánh bóng thu hút, còn nổi bật hơn khi nhìn dưới ánh nắng mặt trời. Logo thương hiệu Zippo được dập nổi ngay chính giữa thân, tạo điểm nhấn cho cả tổng thể. Từng nét khắc thẳng, dứt khoát mang đến vẻ ngoài manly. Họa tiết nhám giúp che đi những vết xước răm trong quá trình sử dụng lâu dài. Một phiên bản chất phù hợp cho anh em thích sự cổ điển, đơn giản nhưng vẫn đầy nghệ thuật. Khả năng đi gió tuyệt hảo. Bật lửa sang đá được trang bị bánh xe chéo, từng đường cắt sâu nhạy bén hơn trong việc đánh lửa. Ruột thép không gỉ, ánh bạc kiêu sa với sức chứa lên đến 7 ngày không lo bay xăng, giúp người chơi có trải nghiệm liên tục trong thời gian dài không cần đổ thêm nhiên liệu. Em này nổi bật với khả năng kháng gió bền bỉ trong mọi điều kiện, ngay cả môi trường với tốc độ gió lên đến 40 km/h, nhờ sự nâng cấp buồng đốt lên đến 16 lỗ, cung cấp oxy nhiều hơn, giúp ngọn lửa cháy ổn định, bốc bột được quấn thêm đồng, dẫn nhiên liệu nhanh và cháy lâu hơn trước. Zippo chỉ tắt khi người chơi đóng nắp, rất an toàn. Trong quá trình trải nghiệm, em này cho thấy âm thanh vô cùng bắt tai, từng tiếng click trong và ngân vang, trong khi tiếng lắp lại mạnh mẽ, dứt khoát. Bản lề 5 chấu bền bỉ cho phép điều chỉnh độ dơ để thay đổi tiếng kêu theo sở thích. Zippo, món quà may mắn. Với họa tiết sức bụi, bạn có thể khắc tên hay logo lên bề mặt vỏ theo yêu cầu. Đây là cách bạn sở hữu một phiên bản giới hạn cho riêng mình. Bạn có thể thể hiện những màn biểu diễn đẹp mắt trước mặt mọi người với chiếc bật lửa này. Em này sẽ là món quà hoàn hảo dành tặng cho bạn bè, người thân, đặc biệt những người làm ăn, hoài bão thành công. Lửa từ lâu đã đại diện cho nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt về đường tài vận. Mộc đáy được thiết kế lõm với lớp đồng cổ ấn tượng, tạo tổng thể đồng nhất. Từng chi tiết được khắc rõ nét, giúp người chơi tra thông tin sản phẩm dễ dàng. Zippo có năm sản xuất ngẫu nhiên, tùy thuộc vào thời điểm quý khách đặt hàng. Tháng sản xuất ký hiệu theo bảng chữ cái in hoa A, lửa tương ứng tháng 1 đến tháng 12 nhé. Hộp đựng Zippo chính hãng cao cấp dùng như hộp quà tặng. Trong hộp luôn có đầy đủ giấy tờ bảo hành và hướng dẫn sử dụng. Đằng sau sẽ có tem đính kèm để người dùng check mã code của sản phẩm. Bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của Zippo khi mua hàng tại Ambe nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.